Cái này có khi thì 50-70. Em có thích mua gì ở đây không? Em cũng đang xem quyển đấy. Em gái mua hàng hay là bán gì đấy? À đâu, em mua hàng anh ạ. Vâng. Em đã chọn được đồ gì em mua muốn mua chưa? Chưa có tiền. Ừ. Đây thấy có đồng hồ nữ này, có trang sức này, đấy. Em không có tiền. Đây là bố em, ra em chơi với bố em tí thôi. À thế á? Vâng. Con gái bố xinh thế. Hay bình thường thôi, tầm bình thường. À vâng, đúng rồi. Ừ, coi như là đi tự nhiên mà là. Nhưng mà như lúc nãy chú nói đây là bảo đường phố nhưng chưa chắc đã nghèo, bởi vì chú là giàu nhất trong cái quả đất luôn. Rõ đấy. Hôm nay hơi giàu luôn. Vàng để toàn vài cân này. Vàng toàn vài cân ở đây này. Đấy. Chú bảo ông nghèo, nghèo đâu. Cứ đặt ở đây này, máy quay đây. Đấy. Vàng mát tí. Soli hay là... Chú sửa luôn cả đồng hồ được ạ? Sửa được. Thay pin rồi. Thay pin sửa, nhưng mà sửa mang về nhà chứ không phải ngồi đây. À. Ừ, không đủ máy móc đồ nghề. Đúng rồi, mấy anh ngồi đây nó không bình tĩnh. Kính kiếp nữa. Nhưng mà nó bị lâu lắm. Nhà mình nhà có cái nút của nhà cơ. Đấy, cái nhẫn này đẹp đấy. Đây nhờ vàng ký, à mịn ký thôi. Không phải mịn ký, mà nó này nhẫn màu vàng. À, nhẫn màu vàng. Nhẫn này bao tiền đấy hả chú? Cái nhẫn này, nhẫn đây 80. 80.000. Nhẫn màu vàng. Đấy, nhìn như viên ruby thạch bích nhá. Đấy. Cởi ra mà xem, cởi ra đeo thử. Cái này mà đấu giá không khéo là mấy chục triệu đô đấy. Có khi nếu mà bao mua thì đánh nhau loạn đầu. Cái này cũng đẹp nữa, cho tôi biết. Nắp gì nắp? Ông lấy cái đấy thử qua xem chạy rẻ mà. Chú ơi, vòng đá này chú bán bao tiền đấy? Vòng đá riêng chúng mày 100. 100 à? Thế còn người thường thì bao nhiêu chú? Người thường 150. Người thường 150. Thế sao cháu cũng là người thường mà chú? Thanh Liên, Thanh Liên. Thanh Liên. Đây, cái này đẹp. Kia không nhớ, có tiền. Nhớ quan tâm đến anh. Biết đây khác. Đèo 100 một cái công làm mệt nhỉ. Đây như cái sạc dự phòng. Cái này hình như là ngày xưa nhớ là của bên Viettel nó bán rất là nhiều. Mình cũng mua một cái này như là 600.000 một cái thôi. Đấy thì quá khủng. Đây là chú đang sửa luôn điện thoại đây à? À đồng hồ đây à? À thay pin à? À bán xong thay luôn cho khách hàng gì? Vâng. Cả bán cả thay. Cả công cả thiết có 20.000. Ai thích làm thì làm đấy. Cả công cả đồng hồ cả pin 20.000. Không còn gì rẻ hơn đúng không? Đây rất nhiều đồng hồ này. Không còn gì rẻ hơn thật mà. 20.000 cả công cả pin. Đồng hồ này còn chạy cả chứ chú. Mà đây là mới luôn này. Đồng hồ của chú. Mới luôn này. Cái này bao nhiêu chú? Cái 150. Nhìn cũng hầm hố ghê nhỉ. Chuyển con lục chuyến. Đây, bật lửa, bật lửa. Chết rồi mày. À bật lửa. Bật lửa, bật lửa. Bật lửa kiếm đồng hồ. Ừ. Đấy, lửa ngon. À, có lửa luôn. Chết rồi. Gạt rồi mấy mát bật phát. Hút thuốc là kinh này là chơi luôn. Xem mấy cái nhẫn này. Thích bán được mà thích sửa tao sửa. Bán ra mấy. Bán nhiều, rất nhiều loại nhẫn. Các bạn nào mua đến đây mua cho chú nhá. Chú ơi, đang đây là ở hồ, hồ này là hồ Thuyền Quang. Quang nhỉ. Chú ơi, đây là nhẫn này là giá mỗi cái một khác nhau. Mày quay để làm gì đấy? Dạ, cháu quay để mời mọi người đến đây mua cho chú. Quảng cáo lung tung nhá. À không quảng cáo gì cả. Cái này là bán cái có giá khác nhau nhỉ chú nhỉ? Đây này thằng ơi. Chú bán mẹ đi để làm gì chắc nhỉ. Đấy. Vàng rồi chú treo bằng cân luôn, bằng sách luôn. Đấy. Thôi tao ơi, không mua được một bới. Cô xíu hóa. Của ta đây. Không phải công lên. Nó dối, nó dối. Okay. Xếp nó vào ấy, chúng mày không mua được để nó cái gì. Rất nhiều điện thoại cũng. Cái này à. Điện thoại này chú. Chú điện thoại này, những điện thoại cổ này chú bán bao tiền cái đấy? Tùy loại ạ. Ví dụ như cái này bao tiền chú? Trăm. Rất nhanh và gọn nhẹ. Cân này nghe gọi được không bác ơi? Được, nghe gọi thoải mái mà. Thử luôn. Đây bác nắp sim vào thử xem nào. Thử luôn. Con này mà dùng được là ổn lắm đấy, bền lắm. Ôi, bèn đến đồng hồi đá đấy. Con này của anh là hàng quân đội đấy. Bèn đến lúc hỏng thì thôi.
đập phải vỡ đầu luôn. Đấy, con này mất mẹ rồi, ít rồi. Chắc không biết ở đâu, mà quá. Không, cái này nghe gọi rồi, chắc nó bị ánh sáng ban ngày. Thôi các ông là không mua thôi, đừng xem nhá. Đừng quá, cái thái tử có đắt hàng. Thế là ông xe ôm thôi, ôm đi hộ thôi. Thế cái thái tử có đắt hàng, ai đến anh thuế bỏ mẹ. Có cái gì đâu mà xem. Nhận này rất là đẹp. Con cháu là chuyên đi quay đủ cũ, chậm. Quay cho chị quay cho khán giả xem, tò mò hỏi chị là làm gì có quảng cáo gì. Đâu có kênh chợ đồ cũ mà. Toàn quay trên chỗ chợ đồ cũ Vạn Phúc ấy. Chú biết đúng không? Đây là chú bán đồ này là chú biết. Chỗ này trên Hoàng Hoa Thám. Chỗ này là đồng hồ nữ là nhiều. Đấy, đồng hồ nhỏ này là của nữ. Hình như cái này còn mới cứng luôn này. Đấy. Đa số là mới cứng. Đấy, cái này trong túi là mới cứng luôn. Vừa mới vừa cũ. Đây như cái to này này. Cái này bao tiền đấy chú? Cái này 150. Vẫn còn nguyên siêu này. Mới cứng đấy. Mới cứng nguyên siêu. Cái này thì bao nhiêu rồi? 100. Thôi chúng ta chán thì mai ra để bán nhá. Cười đi. Được một cái thế là ngon rồi. Còn cái đồng hồ nữ này mới mới này bao nhiêu rồi chú? Nói chung đồ của chú chỉ có khoảng độ tầm 100-150. Ờ, đây chú có 2. Có, triệu chú có 2 cái đài luôn. Đài cassette, à không phải đài radio. Đây rồi. Cái này bao nhiêu tiền hả chú? 100 cái. 100 cái. Ngoài ra ở đây chú bán cả ví. Đấy ví này. Ví này là ví cũ rồi, ví cổ rồi. Ví cổ này. Nhưng mà da thật, thật da này thật ra tốt như thế nào ấy. Da này da thật có cả da đẹp. Đều có thật có đúng không? Không biết là có trong có cái ví nào trong nó còn tiền không biết. Không tiền nó còn đô. Ví này thì khoảng giá bao nhiêu tiền một cái à chú? 50. Ok thì chào cảm ơn chú nha, chúc chú bán đắt hàng nhá. Rồi, chào chào chú. Do là hai anh em nó lại chung với nhau. Mình giờ hơi mà đi mua cái màu ta. Chung chung với nhau. Thế nào thế nào? Đây là quần áo cũ. Quần áo mới. Cho nó cái nào vừa ý cho bác. Ok, quần bò đấy được đấy. Vừa phát nào là mặc luôn phát đấy. Cái này có vẻ mới đấy. Ấy, nhắc hồ luôn. Phát này là hợp dáng luôn. Chuẩn chỉ luôn. Cái này đẹp này, mặc vào. Đấy. Ơi. Cái này có khi chỉ 50-70. Con này bán à chú? Con này bao tiền à? 70. 50. Hai con này. Thế là anh bán đây ạ hay là ai bán nhỉ? À, tưởng là anh chủ quầy đây. Chủ quầy. Cái cửa hàng nhà mình chỗ này to à đúng không anh? Đi ra đây tí. Cảnh bán hàng tấp nập nơi công viên. Cô bán gì cô? À, cô bán bằng đĩa rồi bông tai các thứ. À, thôi về. Ôi, cô hàng mỗi ngày cô đi bộ có sao? Nhưng mà cô đi chính ở cái quận này hay là ngày cô bán có được nhiều không cô? Cũng vất vả cô nhỉ? Xong anh update mình đấy. Vâng, chiều chúc cô bán được nhiều hàng nhé. Ba bên nhà. Ra đây. Con này bán này. Đây là chú bán tượng. Tượng, đây là thạch cao hay sao?
móc cái văn điển lên nào. Thẻ cao. Hả? Móc cái văn điển lên nào, sao nào? Tay cầm gì đây, sao nào? Đây. Đưa sao nào? Có sao nào? Nên kiểm tra xem đúng không? Con này bán à chú? Uống gì đây? Con này bao tiền ạ? Vâng. 50. Hai con này. Vâng. 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 Ôi ông coi đài hay thế. Đây là xe chú ơi. Đây là chú bán 15 triệu hả? Đi ra đây. 15 triệu. Ôi ông hot này. Cái này khi có cái xe ở đây đổi cái nhà phố ấy. Vâng. Ước khả năng đổi cái nhà mặt đường phố ấy. Vâng. Đây cậu phải chụp cái này này. Chứ đừng nói ba bếp nhẹ ta cười vâng. Cho. Đó ý đây, là con nói đây, như đây. Thế. Gọi như thế thôi. Cái này thừa khả năng đổi nhà mặt phố ấy. Vâng. Đây là xe chú ở chú. Đây đại ca đây. Thế này chú bán 15 triệu à? 15 triệu rồi ông hot này. Bốn do là 67 đây, rồi 81, 82 đây. Đây 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 là khoảng chuyên gia này. Kiểu gì em phải làm tay lên. Nghe nổ rất êm. Này mày hay. Thích nhỉ, nghe tiếng thích nhỉ, nhẹ nhỉ. Giống như kiểu cái dòng khúc ngày xưa nghe đi nó êm chỗ. Xe này máy chú đã sửa chưa chú? Sửa nhiều, tăng chế nhiều rồi đúng không? Máy lần sau mà sửa, nó sửa thì lần sau nó vất vả đi. À, dạ, thế là vẫn máy nguyên bản của nó chứ? Con này nó gọi là máy rung, à. Không phải máy dân này. Đây rồi, để đây rồi. Con này là chú để chú đi đúng không? Đi thì đi nhưng mà xuống 15 triệu thì chấp nhận đi bộ. Hải ơi! Không, cái này đi giờ đi nhưng con này là mới gọi là chất. Cao lên thì cứ gạo. Con này nó còn là chất là ngon hơn. Còn chưa vô gờ thì tốt đi. Vô gờ thì sang cái đời vô gờ này là bắt đầu chảy mắt ra. Còn trước đây là má mít. Cái đời chấp linh ba mà nó còn cái đời trước nó là máy cục xoè chạy má vít, tức là anh nổ máy nhá, anh nổ máy lên mà anh ga lên thì cái máy này nó cục lại nổ máy lên à. Lúc ấy là đặt tốc độ kinh khủng, lúc ấy là anh không thể chạy hết ga được nếu mà chấp linh ba đời cũ máy cục xoè. Nhưng cái máy cục xè nó không mà nó êm bằng cái máy rung. Chú là đam mê về dòng xe này lắm, không phải am hiểu. Không nghe chỉ chấp bạc từ xưa này à? Không, không nói dối đâu. Vâng, vâng. Xe cứ hỏi chỉ chấp bạc cả Hà Nội này biết luôn. Chú đừng nói hỏi đây. Chú bốc phép một tí nhé. Tức là xe máy này có thể dỡ tan ra là trộn các xe. Chú nói thật thì chú đừng hỏi bốc phép. Chú là chuyên kiểu chơi xe độ xe này. Tức là ví dụ 3-4 cái mà dỡ tan ra trộn một đống là chú trộn một đống là mẹ mà lắp cái nào ra cái đấy. À thế à? Kể cả không cần đèn. Thế chú có xưởng xe gì không hay là thì thôi mẹ năm nay 75 mẹ. 75 nhưng mà bạc chỉ có 67 thôi. À bây giờ ông vẫn còn mấy cái xe 67 đấy. Thế này máy cục hay phích hả? Đen. Hả? Máy cục hay máy phích? Không, cái này là máy chúc. Máy phích thôi, khác máy phích là 101. Còn đến 102 là máy rung, 03 thì nó có nguyên đời máy cục xòe. Thì nếu mà 03 mà máy cục xòe thì nó lại chưa bắn dẫn. Thì nó là đời sau đời này rồi. Đời trước thằng này về Việt Nam là cuối cùng. Là 103 motor.
thế thì cái này mà lúc nó về đây thì ông đổi nhà cô ấy. Thưa tiên, sắt mà mây ơi sắt tất cả mấy em mình tôi 7 năm rồi tôi xin về xe tôi đi rồi. Cái city anh cũng có thể đi được cái nhà bạn cả. Đi thẳng thôi.